Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thảo Ly cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Lược thuật các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Bức tượng Chúa Kitô lớn nhất thế giới được tân trang. Mẹ bề trên dòng biển Đức ở Missouri thoát chết, đạn bắn cách gang tấc. Sự hoài nghi và cảm giác tội lỗi từ nhân viên bán hàng đối với cái chết của Floyd. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. Bức tượng Chúa Kitô lớn nhất thế giới được tân trang. Bức tượng Chúa Kitô mang tính biểu tượng của Brazil sẽ bước sang tuổi 90 vào tháng 10 sắp tới. Những người phục chế muốn chỉnh trang để bức tượng trông đẹp nhất trước khi tổ chức sinh nhật. Marco Sin, một công nhân đang làm việc trong dự án chỉnh trang này cho biết, đó là một đặc ân khi được làm việc ở đây. Nhiều người muốn được công việc này, nhưng mấy ai có được. Được treo trên bức tượng là một đặc ân. Có thể nhìn ngắm quang cảnh xung quanh. Tôi rất vui khi được làm việc ở đây. Christina Ventura, kiến trúc sư của dự án chỉnh trang này nói, mỗi lần tôi nhìn ra ngoài, điều đó thật thú vị. Hơn 40 người đang làm việc để trang điểm cho bức tượng, bao gồm các kỹ sư, kiến trúc sư và các nhà địa chất. Tất cả là nhằm bảo đảm bức tượng sẽ đứng vững trong 90 năm nữa. Tượng Chúa Giêsu Kitô của Brazil là một bức tượng nghệ thuật kiến trúc ở Rio de Janeiro, Brazil, được tạo ra bởi nhà điêu khắc người Pháp Paul Landowski và được xây dựng bởi kỹ sư người Brazil Hector da Silva Costa, phối hợp với kỹ sư người Pháp Albert Cacot, nhà điêu khắc người Romania George Lenida đã tạo hình khuôn mặt, được xây dựng từ năm 1922 đến 1931, bức tượng cao 30 mét, không kể bệ bên dưới cao 8 mét, hai tay duỗi rộng 28 mét. Bức tượng nằm trên đỉnh núi Corcovado cao 700 mét trong công viên quốc gia rừng Tijuca, nhìn ra thành phố Rio de Janeiro. Là biểu tượng của Kitô giáo trên toàn thế giới, bức tượng cũng đã trở thành biểu tượng văn hóa của cả Rio de Janeiro và Brazil, và được xếp vào danh sách một trong 7 kỳ quan của thế giới. Mẹ bề trên dòng biển Đức ở Missouri thoát chết, đạn bắn cách gang tấc. Trong mùa chay vừa qua, các nữ tu ở một tu viện ở vùng nông thôn Missouri đã bị tấn công nhiều lần. Nghiêm trọng nhất là một viên đạn ghim vào bức tường phòng ngủ của bề trên dòng. Vì thế, các nữ tu đang gây quỹ cho một hàng rào an ninh, trong khi các cơ quan thực thi pháp luật địa phương đang điều tra những vụ xả súng này. Trong một tuyên bố được gửi qua email cho các phương tiện truyền thông công giáo trong tuần này, dòng các nữ tu biển Đức của Đức Maria, nữ vương các thánh tông đồ nói rằng, vào ngày 24 tháng 3, chỉ mới 11 giờ đêm, nhiều nữ tu trong tu viện đã nghe thấy những tiếng súng lớn. Một số sơ đã thức giấc, nhưng nhanh chóng quay lại ngủ tiếp. Vì đáng buồn là chúng tôi đã trở nên quá quen với những quấy động liên quan đến các hoạt động không phù hợp xung quanh tu viện của chúng tôi. Tuyên bố cho biết thêm, vào buổi sáng mẹ bề trên đã phát hiện ra hai lỗ đạn trong phòng ngủ của mình. Một viên đạn xuyên vào bức tường bên ngoài, đục một lỗ bên dưới bức tranh Thánh Tâm Chúa và xuyên qua bức tường đối diện, dừng lại trước vòi hoa sen ở phía bên kia. Tuyên bố lưu ý rằng, mẹ Cecilia, nữ tu viện trưởng, đang ngủ cách quỹ đạo của viên đạn chỉ vài bước chân. Đây không phải là lần đầu tiên nhà dòng bị trúng đạn. Trên thực tế, vụ tấn công này đã là lần thứ ba trong mùa chay. Mẹ Cecilia, nữ tu viện trưởng, nói với The Pillar qua email rằng vụ nổ súng đầu tiên trong mùa chay này xảy ra vào ngày 17 tháng 2, vào tối thứ tư lễ cho. Những phát súng đêm đó dường như đến từ con đường quê chạy dọc theo phía bắc khu nhà của các nữ tu, giống như những phát súng được bắn hôm 24 tháng 3. Một vài ngày sau sự kiện thứ tư lễ cho, một phát súng khác đã được bắn dường như đến từ bên trong nhà dòng của chúng tôi, ở bức tường phía tây của nhà thờ. Tu viện dòng biển Đức ở Missouri cũng đã là mục tiêu tấn công vào tháng 8 năm 2019, khi một số phát súng được bắn vào sân sau của nhà dòng chúng tôi bởi một kẻ đã vào khu nhà đã ở đây khoảng 45 phút, bắn liên tục trong suốt thời gian đó.
Các nữ tu thực sự đã nghe thấy tiếng đạn bay qua đầu họ, mẹ Cecilia nói. Cũng có một sự việc tương tự xảy ra vào năm 2010. Năm đó, một người nào đó đã bắn vào một nhà nguyện Đức Mẹ Lộ Đức, trúng vào thắt lưng bức tượng Đức Mẹ có kích thước bằng người thật. Ngoài những lỗ đạn trong phòng mẹ Cecilia, những thiệt hại khác trong các vụ xả súng vào mùa chay bao gồm thiệt hại cho một số đồ trang trí xung quanh cửa và một lỗ đạn trên bức tường phía tây của nhà thờ. Cho đến nay, không có nữ tu nào bị thương trong các vụ xả súng. Đức Hồng Y Dolan kêu gọi người Công giáo trở lại tham dự Thánh lễ Chúa Nhật. Trong bài giảng lễ phục sinh và trong một chuyên mục cho tờ báo của Tổng giáo phận hôm thứ Tư ngày 7 tháng 4, Đức Hồng Y Timothy Dolan của New York đã cầu xin những người Công giáo trở lại tham dự Thánh lễ Chúa Nhật trong mùa phục sinh. Đúng là trong năm ngoái, chúng tôi đã thận trọng quyết định rằng cuộc khủng hoảng sức khỏe khẩn cấp có thể chuẩn tước nghĩa vụ do Chúa giao cho chúng ta. Những người dễ bị tổn thương bởi đại dịch COVID-19, chẳng hạn như người già, vẫn có thể được chuẩn trước như trước đây. Tuy nhiên, nhiều người Công giáo khác đã trở lại các hoạt động công cộng mà không tham dự thánh lễ và họ nên trở lại nhà thờ. Đối với đa số chúng ta có đi ăn nhà hàng không? Có tham dự các trận túc cầu với trẻ em và các giải đấu thi đấu không? Có đến các cửa hàng, tiệm làm đẹp, có tụ họp với gia đình, bạn bè không? Vậy thì đã đến lúc trở lại với thánh lễ. Vào tháng 3 năm 2020, tất cả các giáo phận Công giáo ở Hoa Kỳ đã đình chỉ các nhà thờ công cộng do sự lây lan của COVID-19. Giờ đây, tất cả các giáo phận đã mở cửa các nhà thờ trở lại, nhưng chỉ một số các giáo phận đã khôi phục lại nghĩa vụ tham dự các thánh lễ ngày Chủ nhật. Trong đó, những người Công giáo không có triệu chứng và không có nguy cơ cao mắc COVID-19 và không phải chăm sóc các bệnh nhân phải trở lại thánh lễ Chủ nhật. Tổng giáo phận New York đã đình chỉ các thánh lễ công cộng vào mùa xuân năm ngoái, nhưng các nhà thờ bắt đầu mở cửa trở lại vào mùa hè. Giải thích về quyết định đóng cửa hồi năm ngoái, Đức Hồng Y Dolan cho biết, chúng tôi không có lựa chọn khác, vì các hướng dẫn sức khỏe khôn ngoan đòi hỏi chúng ta phải đóng cửa các nhà thờ. Sau khi Tổng giáo phận mở cửa trở lại các nhà thờ, các giáo xứ đã dọn dẹp cẩn thận, vệ sinh, thông gió, giữ khoảng cách và tuân thủ các hạn chế khác. Và giáo dân dần dần bắt đầu quay trở lại. Không cần phải từ từ nữa, đã đến lúc phải trở lại với Thánh lễ Chúa Nhật, Đức Hồng Y Dolan viết hôm thứ Tư. Ngài nhận xét rằng, Tam Nhật vượt qua gần đây đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Thánh lễ là tâm điểm của phục vụ. Chúng ta nhận ra Chúa Giê-xu trong các Thánh lễ và trong việc rước mình Thánh Chúa. Chúng ta một lần nữa bước vào mầu nhiệm vĩnh cửu, vô tận về sự chết của Ngài trên thập tự giá và sự phục sinh từ cõi chết. Mỗi Thánh lễ Chúa Nhật là một sự lặp lại bữa tiệc ly, thứ sáu tuần thánh và lễ phục sinh. Một phát ngôn viên của Tổng giáo phận đã làm rõ với thông tấn xã Catholic News, gọi tắt là CNA, rằng Tổng giáo phận New York chưa bao giờ đình chỉ nghĩa vụ tham dự Thánh lễ. Trong đó, người Công giáo được giáo luật yêu cầu tham dự thánh lễ vào các ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc, trừ những trường hợp nghiêm trọng khiến họ không thể thực thi nghĩa vụ này. Người phát ngôn lưu ý rằng, dù các thánh lễ công cộng bị Tổng giáo phận đình chỉ trong vài tháng do sự lây lan của COVID-19, nghĩa vụ Chúa Nhật vẫn được áp dụng khi các nhà thờ mở cửa trở lại để cử hành thánh lễ. Tuy nhiên, những lý do nghiêm trọng thông thường khiến người Công giáo không tham dự thánh lễ Chúa Nhật, chẳng hạn như bệnh tật, hoặc đang gặp nguy hiểm vì đại dịch COVID-19 vẫn được áp dụng và người Công giáo được tự do không tham dự thánh lễ vì một lý do nghiêm trọng. Tuy nhiên, hiện nay ngày càng có nhiều người được chủng ngừa và mọi người tham gia vào các hoạt động công cộng ngày càng nhiều hơn. Vì thế, Đức Hồng Y đang nhắc nhở họ về nghĩa vụ thiêng liêng là tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Văn phòng Tổng đại diện của Tổng giáo phận vào tháng Giêng và một lần nữa vào tháng 2 đã nhắc nhở các linh mục rằng bổn phận ngày Chúa Nhật vẫn được áp dụng đối với người Công giáo. Vào các ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc khác, người Công giáo có nghĩa vụ tham gia thánh lễ và tránh những công việc không cần thiết, cũng như những hoạt động làm mất tập trung tinh thần như những gì đã được nêu trong bộ giáo luật. Cha Tổng đại diện Joseph Lamorte đã viết trong một bức thư ngày 18 tháng Giêng năm 2021 gửi cho các linh mục.
Một lá thư hồi tháng 2 từ văn phòng tổng đại diện cho biết rằng việc miễn trừ nghĩa vụ ngày Chủ nhật cho giáo dân là một câu hỏi được lặp đi lặp lại của nhiều linh mục. Đức Hồng Y Dolan không bao giờ bãi bỏ nghĩa vụ ngày Chủ nhật. Văn phòng tổng đại diện minh xác rằng nghĩa vụ tham dự thánh lễ Chủ nhật luôn luôn được áp dụng. Đó là luật thánh thiêng. Chúng ta không tạo ra luật đó và vì thế chúng ta không thể bãi bỏ. Văn phòng cho biết, đúng hơn, đại dịch là lý do đủ nghiêm trọng để người Công giáo không tham dự thánh lễ. Nhưng khi nhiều người Công giáo đang có các tiếp xúc xã hội nhiều hơn như hiện nay, chúng ta cần khuyến khích họ quay trở lại với các thánh lễ. Chúng ta đang đối mặt với vấn đề nghiêm trọng về việc tham dự thánh lễ, chỉ có 50% so với một năm trước. Văn phòng cho biết và lưu ý rằng các mục tử có thể cân nhắc việc đưa vào các bản tin được phát vào ngày Chủ nhật để mọi người có thể và chia sẻ với những người ở nhà. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.